Tôi sinh ra là để thành công, không phải là để thất bại. Tôi sinh ra là để chiến thắng, không phải là để cúi đầu bại trận. Tôi sinh ra là để ăn mừng thắng lợi, không phải là để rên rỉ khóc than. Vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi? Từ khi nào mà mọi ước mơ của tôi đã tan biến vào những đám mây xoàng xĩnh, nơi những kẻ tầm thường ngợi ca nhau xuất sắc? Không ai có thể lừa dối người đó nhiều nhất bằng chính bản thân họ. Kẻ nhát gan tin rằng anh ta chỉ đang thận trọng. Kẻ bủn xỉn nghĩ rằng mình chỉ đang tiết kiệm mà thôi. Không gì dễ dàng bằng việc tự lừa dối bản thân, bởi người ta rất dễ tin vào những gì mình mong ước. Đời tôi chưa từng bị ai lừa dối nhiều lần hơn là tôi đã tự lừa dối chính bản thân mình. Tại sao tôi lại luôn cố cất giữ những thành tựu nhỏ bé của mình dưới tấm chăn là những lời lẽ xuề xòa hay những lời bao biện về năng lực yếu kém? Và tệ hại nhất là tôi đã tin vào những lời biện hộ ấy từ mức sẵn sàng bán rẻ cả ngày trời quý giá, rồi tự an ủi mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn như thế. Không thể tiếp tục như vậy được. Đã đến lúc nhìn thật kỹ vào trong gương, cho tới khi tôi nhận ra kẻ thù nguy hiểm nhất là chính bản thân mình. Cuối cùng thì khoảnh khắc diệu kỳ này đã đến. Bức màn tự lừa dối bản thân đang dần được vén lên. Giờ đây trên thế giới, tôi biết có 3 loại người. Loại thứ nhất biết rút kinh nghiệm từ chính bản thân, họ là những người khôn ngoan. Loại thứ hai học hỏi từ người khác, họ là những người hạnh phúc. Loại thứ ba không học hỏi từ bất cứ ai, cũng không rút kinh nghiệm từ chính mình, họ là những kẻ ngốc. Tôi không phải là kẻ ngốc. Đôi nặng tồi tệ của than vãn, oán trách, xem thường bản thân, giờ đây tôi sẽ rũ bỏ chúng mãi mãi. Kể từ nay, tôi sẽ đứng thẳng trên đôi chân của chính mình. Tôi sẽ không bao giờ thương hại hoặc hạ thấp bản thân lần nào nữa. Trông tôi đã như thế nào khi đứng tuyệt vọng bên vệ đường, ghen tị với những người thành công giàu có diễu hành ngang qua. Có lẽ nào họ được trời phú cho kỹ năng độc đáo, trí thông minh hiếm có, lòng dũng cảm phi thường, hoàn hảo bền bỉ, hay những phẩm chất nổi bật khác mà tôi không có. Có lẽ nào họ được ban cho nhiều thời gian hơn mỗi ngày để thực hiện những nhiệm vụ vĩ đại. Có lẽ nào con tim họ tràn đầy lòng trắc ẩn, tâm hồn họ tràn chứa tình yêu thương, còn tôi thì không. Không, Thượng Đế không bao giờ thiên vị. Tất cả chúng ta đều được nhào nặn từ cùng một loại đất sét như nhau. Giờ đây tôi cũng đã hiểu rằng nỗi buồn và thất vọng không phải chỉ riêng tôi mới có. Những người thông thái nhất, thành công nhất trên thế giới này cũng đã phải trải qua những giai đoạn buồn đau thất bại. Nhưng họ khác tôi, họ đã học được rằng nếu không ngừng trắc trở, khó mà có bình yên. Nếu không có khổ công, khó mà được tận hưởng. Nếu chưa từng buồn khổ, khó mà cười hạnh phúc. Không có vinh quang nếu không phải tranh đấu. Đó là cái giá mà tất cả chúng ta đều phải trả. Đã từng có lúc tôi sẵn sàng và dễ dàng trả giá. Nhưng giống như nước chảy đá mòn, những nỗi thất vọng triền miên, những thất bại liên tiếp đã ăn mòn sự tự tin, đã phá hủy lòng can đảm trong tôi. Nhưng giờ đây tất cả đã thuộc về quá khứ sau lưng. Tôi không còn là cái xác không hồn núp sau cái bóng của người khác, hay lẩn tránh xa những lời xin lỗi biện minh, mặc cho năm tháng trôi qua lãng phí. Tôi sẽ không bao giờ thương hại hoặc hạ thấp bản thân thêm một lần nào nữa. Giờ thì tôi đã biết rằng với thời gian, với sự kiên nhẫn, tôi có thể làm được nhiều thứ hơn cả với sức mạnh và đam mê. Những năm tháng gieo trồng trên mảnh đất thất bại, giờ đã tới lúc hoa trái thành công phải trổ bông. Kiến tha lâu có ngày đầy tổ. Những gì tôi đã cố đạt được, hy vọng đạt được, từng thứ một, từng ý tưởng, từng suy nghĩ một, từng bước đi, từng hành động một, thông qua quá trình cần cù nhẫn nại,
tất cả sẽ trở thành hiện thực. Thành công đến chớp nhoáng trong một đêm sẽ ra đi chóng vánh khi bình minh ló dạng. Giờ đây, tôi đã sẵn sàng cho hạnh phúc trọn đời, vì cuối cùng, tôi đã nhận ra một bí mật đầy quyền năng tiềm ẩn trong những năm tháng thất nghiệp đã qua. Thất bại theo một nghĩa nào đó chính là con đường cao tốc dẫn tới thành công. Bởi vì mỗi lần khám phá ra một cái sai là mỗi lần ta được dẫn lối để nghiêm túc kiếm tìm cái đúng. Và mọi trải nghiệm mới đều chỉ cho ta một sai lầm nào đó để có thể cẩn thận tránh về sau. Con đường mà tôi đã đi qua có thể thấm đầy nước mắt gian khổ, nhưng là một hành trình không hề lãng phí. Tôi sẽ không bao giờ thương hại hoặc hạ thấp bản thân thêm một lần nào nữa. Cảm ơn Thượng Đế vì ván cờ mà Ngài đã chơi cùng tôi hôm nay, và vì những tờ kinh quý giá đã trao tay cho tôi ngay lúc này. Cơn thủy triều đời tôi đã rớt xuống tận cùng, nhưng lẽ ra tôi nên biết rằng một khi đã tới đáy, chắc chắn nó sẽ dâng lên. Tôi sẽ không buồn rầu ngồi với quá khứ vì nó không bao giờ trở lại. Thay vào đó, tôi sẽ cải thiện hiện tại của mình. Tôi sẽ hiên ngang tiến tới tương lai bí ẩn mà không mảy may sợ hãi, không một chút nghi ngờ hay tuyệt vọng. Tôi đã được nhào nặn theo hình ảnh của Thượng Đế. Vì thế, không có gì mà tôi không thể đạt được khi tôi còn nỗ lực và cố gắng. Tôi sẽ không bao giờ thương hại hoặc hạ thấp bản thân thêm một lần nào nữa. Tôi đã trở nên khác biệt và tốt đẹp hơn. Chỉ mới vài ngày thôi kể từ khi tôi bắt đầu một cuộc đời mới với sự trợ lực từ những lời thề thành công, con tim tôi đã có một sự khuấy động mạnh mẽ lạ thường. Niềm hy vọng vắng bóng bao năm nay, tôi đã lại cảm nhận được nó. Cuối cùng, tôi đã được cứu rỗi khỏi cái tôi của tuyệt vọng. Tôi biết ơn vì điều đó. Những câu chữ của lời thề thành công vẫn còn râm ran trên môi, giúp tôi thấy được giá trị của mình gấp lên nhiều lần. Và chắc chắn rằng thế giới ngoài kia sẽ dần phải công nhận điều đó. Giờ đây, tôi đã biết được một sự thật vĩ đại. Cái giá quan trọng nhất là cái giá mà chúng ta niêm yết lên chính mình. Nếu ta định giá bản thân quá thấp, thế giới sẽ đồng tình thôi. Thế giới cũng sẽ chấp nhận cái giá tốt nhất mà chúng ta đưa ra. Cảm ơn Thượng Đế vì đã đặt những lời thề thành công quý báu này vào tay tôi. Đây là bước ngoặt của cuộc đời và tôi phải làm được. Tôi sẽ không bao giờ quay lưng với thử thách như xưa nữa. Đã có quá nhiều lần rồi. Giờ đây tôi biết rằng trong hành trình cuộc đời mỗi người đều có những chốn linh thiêng, nơi họ cảm nhận được sự gần gũi với thánh thần, nơi mà ngẩng đầu lên là thấy thiên đàng, nơi mà những thiên thần sẽ đến và giúp đỡ ta. Đó là nơi hiến tế, đó là nơi gặp gỡ của thánh nhân và người phàm, đó là nơi xét xử, nơi diễn ra những cuộc chiến lớn nhất của một đời người. Những thất bại, những nỗi đau trong quá khứ gần như đã phai mờ, và những năm tháng tiếp theo sẽ tràn ngập hạnh phúc. Và nếu như tôi có thể nhìn lại những điều đặc biệt này, tôi sẽ nhận ra rằng ngay tại đây tôi đã nếm trải mùi vị của chiến thắng. Nhưng trước hết tôi phải học và thực hành lời thề thành công số 2. Tôi sẽ không bao giờ chào ánh bình minh mà không có kế hoạch. Trong quá khứ, khi đặt bất cứ mục tiêu nào, dù lớn hay nhỏ, dường như tôi chẳng thể làm gì khác hơn là mò mẫm trong ngu dốt. Bởi lẽ, tôi có rất ít niềm tin vào năng lực của mình. Tại sao phải đặt ra những mục tiêu nhỏ bé và tầm thường chỉ để thỏa mãn năng lực thấp kém của bản thân? Làm như vậy có tạo nên sự khác biệt với tổng thể hay không? Và cứ thế mỗi ngày, tôi lại lựa chọn bước ra thế giới không phương hướng, mất động lực và hy vọng tồn tại được đến hết ngày, và tự lừa dối bản thân rằng tôi chỉ đang chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp và một dịp may để thay đổi, mà không hề tin tưởng dù chỉ một chút rằng tương lai sẽ khác hơn quá khứ.
vật vờ ngày qua ngày vô cùng dễ, chẳng cần kỹ năng hay nỗ lực, cũng chẳng có gì đau đớn. Trong khi đó, việc đặt mục tiêu trong một ngày, một tuần, một tháng và chinh phục chúng chưa bao giờ là việc dễ dàng. Ngày mai mình sẽ bắt đầu. Ngày qua ngày, tôi đều tự nhủ với bản thân như thế. Khi ấy tôi không biết rằng ngày mai chỉ có thể tìm thấy ở trên tờ lịch của những kẻ ngốc. Mù quáng với những sai lầm dại dột, tôi đã lãng phí cuộc đời trong suy tư. Và nếu như không nhận được những lời thề thành công này, tôi chắc chắn sẽ vẫn trì trệ cho tới khi mọi việc đã quá muộn. Và giữa muộn và quá muộn có một khoảng cách vô cùng lớn. Tôi sẽ không bao giờ chào ánh bình minh mà không có kế hoạch. Tôi đã sống trong những ngõ ngách của những kẻ khờ ngày qua ngày, cho tới lúc cái chết ghé thăm. Lúc nào cũng dự tính những kế hoạch đổi đời, nhưng chưa bao giờ tôi sắp xếp thời gian để làm việc. Còn việc ăn, việc uống, ngủ nghỉ thì tôi luôn luôn có thời gian để thực hiện. Sau bao năm, như nhiều kẻ khác, tôi đã tin rằng những mục tiêu xứng đáng duy nhất là những mục tiêu hoành tráng với thật nhiều phần thưởng, vàng bạc, danh vọng và quyền lực. Tôi đã thật sai lầm biết bao. Giờ đây, tôi đã biết rằng người khôn ngoan không bao giờ đặt những mục tiêu. Họ gọi những kế hoạch to lớn là ước mơ và nâng niu gìn giữ chúng trong tim, nơi không ai có thể nhìn thấy và chế nhạo. Rồi họ chào đón ánh bình minh với những mục tiêu nhỏ dành cho ngày hôm đó và đảm bảo chúng được hoàn thành trước khi đi ngủ. Chẳng bao lâu sau, các thành tựu mục tiêu của mỗi ngày tích tiểu thành đại, như loài kiến tích từng hạt cát để xây tổ. Tôi sẽ có cả tòa lâu đài rộng lớn, đủ để chứa mọi ước mơ. Trên thực tế, điều đấy không khó thực hiện. Một khi tôi học được cách kiểm soát sự nóng vội của mình và biết cách xử lý trọn vẹn từng ngày một, tôi có thể làm điều đó và tôi chắc chắn sẽ làm được. Tôi sẽ không bao giờ chào ánh bình minh mà không có kế hoạch. Hình thành thói quen đặt ra mục tiêu và chinh phục chúng là chúng ta đã chiến thắng một nửa rồi. Ngay cả những việc làm tẻ nhạt nhất cũng sẽ trở nên dễ chịu nếu mỗi ngày tôi thực hiện chúng với niềm tin rằng cho dù chúng có tầm thường và đơn điệu đến mấy thì cũng đều sẽ đưa tôi đến gần hơn với ước mơ của mình. Thật là một cách thoải mái để tiến lên trong cuộc sống. Cuộc sống liệu còn có ý nghĩa gì nếu mỗi sáng thức dậy mà không có niềm vui để thực hiện những mục tiêu đề ra, hay mỗi tối mà không có sự mãn nguyện khi hoàn thành chúng? Giờ đây, tôi tin rằng cuộc sống có thể trở nên vô cùng vui tươi như những đứa trẻ đang chơi đùa. Khi mỗi ngày thức dậy, tôi biết rằng có một con đường đang chờ đón tôi ở phía trước. Giờ đây, tôi biết mình đang ở đâu và tôi đã biết cái đích để với tới mục tiêu của mình. Và trên hành trình từ đây đến đó, tôi chưa cần phải biết rõ mọi khúc quay ngã rẽ ngay bây giờ. Điều quan trọng là tôi đã tin theo lời thề thành công thứ nhất và thứ hai này. Tôi sẽ không bao giờ nhìn lại quá khứ ảm đạm trước đây, những ngày dài không có bắt đầu, chẳng có kết thúc, những ngày lạc lõng trong một khoang bạc phủ phiếm, chẳng có gì ngoài thất bại và cái chết. Ngày mai tôi sẽ có mục tiêu và ngày hôm sau nữa. Tôi sẽ không bao giờ chào ánh bình minh mà không có kế hoạch. Đã có một thời tôi mặc cả từng xu với cuộc sống. Dù vậy, cuộc sống vẫn chẳng trả thêm cho tôi một đồng nào. Nhưng những năm tháng vì những đồng tiền còm cõi ấy đã kết thúc rồi. Giờ đây tôi đã hiểu rằng bất cứ mức lương nào tôi yêu cầu, cuộc sống vẫn luôn sẵn sàng chi trả. Mặt trời không soi sáng lên tôi chỉ để phản chiếu nỗi buồn của ngày hôm qua.
quá khứ đã bị chôn vùi và tôi suýt nữa đã cho phép mình chết chôn theo nó. Không còn chỗ cho nước mắt nữa. Hãy để ánh mặt trời chiếu rọi lên ngày mai đầy hứa hẹn và chiếu rọi lên cả tôi. Tôi sẽ không bao giờ chào đón ánh bình minh mà không có kế hoạch. Tôi sẽ không bao giờ chào đón ánh bình minh mà không có kế hoạch. Tôi sẽ không bao giờ chào đón ánh bình minh mà không có kế hoạch. Lời thề thành công số 3. Tôi sẽ thắp sáng hôm nay bằng nhiệt huyết. Tôi đã thức tỉnh, lòng tràn ngập niềm vui đầy hứng khởi. Tôi cảm nhận được những rung cảm lạ lẫm trong tim mỗi khi đón chào ngày mới với niềm vui sướng và vững tin, thay vì oán trách và sợ hãi. Đòn đau nhớ đời, tôi sẽ không bao giờ lặp lại những thất bại sai lầm vô ích trước đây, vì giờ đây tôi đã có những lời thề thành công đưa đường chỉ lối. Mỗi ngày tôi phiêu lưu vào thế giới với ba người bạn mới đồng hành đầy quyền năng, đó là sự tự tin, lòng kiêu hãnh và nhiệt huyết. Tôi tự tin mình có thể đương đầu với bất kỳ thử thách nào. Lòng kiêu hãnh đòi hỏi tôi phải thực hiện với hết khả năng của mình. Và tất cả sẽ được hoàn thành bởi vì tôi đã tìm lại được nguồn sức mạnh đặc biệt mà tôi đã làm mất từ thuở ấu thơ. Đó là sức mạnh của lòng nhiệt huyết. Trong lịch sử thế giới, mỗi một sự chuyển biến đều là thắng lợi của lòng nhiệt huyết. Chưa có thành tựu vĩ đại nào đạt được mà không có sự đóng góp của lòng nhiệt huyết, bởi nó mang đến ý nghĩa mới mẻ cho bất cứ thử thách nào, dù khó khăn và đáng sợ đến mấy. Thiếu đi lòng nhiệt huyết, tôi sẽ bị đọa đầy trong cuộc sống tầm thường. Còn nếu nhiệt huyết tràn đầy, tôi có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Sự tồn tại của tôi giờ đã có một ý nghĩa lớn lao. Thất bại không còn là kẻ đồng hành trung thành với tôi nữa. Mọi hư vô, cô độc, bất lực, buồn rầu, khó chịu và tuyệt vọng của quá khứ đã biến mất. Kể từ cái ngày cách đây không lâu, ngày tôi nhớ ra cách mỉm cười, ngay lập tức mọi người đều phản chiếu lại nụ cười và sự quan tâm của tôi. Tôi sung sướng chia sẻ ngọn lửa của tình yêu và hạnh phúc khắp muôn nơi. Tôi sẽ luôn thắp sáng mỗi ngày bằng ánh hào quang của nhiệt huyết. Lòng nhiệt huyết là giá trị lớn nhất trên đời. Giá trị tiềm ẩn của nó vượt xa cả tiền bạc, sức mạnh và quyền uy. Những người giàu lòng nhiệt huyết có thể thuyết phục, có thể thống trị từ những nơi chẳng hề quan tâm đến của cải, bạc vàng. Nhiệt huyết đánh gục mọi định kiến và sự chống đối, làm lung lay sự lười biếng, chiếm lấy thành lũy của chúng và như một trận tuyết lở chôn vùi mọi rào cản. Tôi đã học được bài học tuyệt vời. Nhiệt huyết chính là niềm tin hành động của tôi. Chỉ cần có niềm tin, tôi sẽ không thể nào thất bại. Tôi sẽ luôn thắp sáng mỗi ngày bằng ánh hào quang của nhiệt huyết. Vài người trong chúng ta có thể giữ lòng nhiệt huyết được một lúc, một số ít duy trì được một ngày hoặc một tuần. Được như vậy đã là tốt rồi. Nhưng tôi phải và sẽ hình thành thói quen nuôi dưỡng nhiệt huyết của mình một cách trung thực, chân thành và không có hồi kết, để từ đó có thể lập lại thành công của hôm nay và ngày mai, tuần tới, tháng tới và mãi về sau. Nhiệt huyết là tình yêu cho bất cứ điều gì tôi đang thực hiện. Hành động theo những cách phi thường, nhiệt huyết mang đến nguồn sinh khí mới cho cơ thể và tâm trí tôi. Với nỗ lực không ngừng, sự hăng hái trong tất cả mọi việc tôi làm sẽ trở thành thói quen. Trước hết
chúng ta tạo ra những thói quen, và rồi những thói quen ấy, dù tốt hay xấu, sẽ tạo nên chúng ta. Nhiệt huyết sẽ là cỗ xe ngựa đưa tôi đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tôi đang mỉm cười đón chờ những điều tốt lành sắp đến. Tôi sẽ luôn thắp sáng mỗi ngày bằng ánh hào quang của nhiệt huyết. Sức mạnh nhiệt huyết có thể di rời thành lũy và mê hoặc những kẻ bạo tàn. Nhiệt huyết là cảm hứng vô tận và chân lý hiếm khi nào chiến thắng nếu không có nó. Như rất nhiều người khác, tôi đã từng sống với những ý niệm sai lầm, với phần thưởng đích thực, với niềm tin rằng sự thoải mái xa hoa là mục đích cuộc đời. Trong khi tôi chỉ cần một điều để khiến mình hạnh phúc. Nhiệt huyết sẽ nuôi dưỡng tương lai của tôi tốt hơn cả những cơn mưa mùa xuân làm lúa mì tăng trưởng. Kể từ nay, tất cả mọi ngày của tôi đều sẽ khác. Tôi sẽ không xem những việc thiết yếu để duy trì cuộc sống bằng lao động, bởi ý nghĩ bằng lao động sẽ khiến tôi cảm thấy căng thẳng khi làm, và mỗi ngày sẽ trở nên dài vô tận. Thay vào đó, hãy để tôi quên đi rằng lao động chỉ tồn tại và tiếp cận công việc vất vả của ngày hôm đó với toàn bộ năng lượng, sự quan tâm và tinh thần thoải mái. Với những phẩm chất ấy, tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết. Thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua, và nếu duy trì được sự nhiệt huyết ngày qua ngày, tôi chắc chắn sẽ thấy mình có giá trị hơn. Không một người nào, không một nghề nghiệp nào, không một rắc rối nào, tôi không thể tác động tích cực bằng thái độ của mình. Tôi sẽ luôn thắp sáng mỗi ngày bằng ánh hào quang của nhiệt huyết. Trong vầng hào quang rực rỡ ấy, tôi có thể nhìn thấy lần đầu tiên trong đời mình toàn bộ những điều tốt đẹp của cuộc sống, những điều đã bị che giấu trong suốt những năm tháng phù phiếm. Như một người đang yêu với giác quan nhạy bén và cái nhìn sắc sảo, có thể thấy hàng trăm sự quyến rũ vô hình ở người mình yêu. Từ từ, với bầu nhiệt huyết căng tràn, cùng sức mạnh nhận thức được nâng cao, với tầm nhìn được mở rộng, tôi có thể nhìn thấy những vẻ đẹp và sự quyến rũ mà người khác không nhìn thấy. Những điều cuộc sống sẽ bù đắp biết bao những cơ cực, thiếu thốn, khó khăn và tâm trí là ngược đãi đã qua. Với lòng nhiệt huyết, bất cứ tình huống nào tôi cũng có thể xoay chuyển. Và nếu thi thoảng có vấp ngã, như những người tài năng nhất, tôi tin mình cũng thế. Tôi sẽ đứng dậy và tiếp tục hành trình của mình. Thật hồ hởi biết bao khi tôi nhận ra mình đang nắm trong tay nguồn sức mạnh vĩ đại, có thể thay đổi tháng ngày và cả cuộc đời bằng chính thái độ của mình. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho biết bao người không hay biết rằng mình có thể sử dụng sức mạnh vĩ đại này, một thứ sức mạnh bên trong họ để định hướng tương lai. Tôi sẽ quay ngược thời gian và tiếp nhận sự quyến rũ không sao cưỡng lại của tuổi trẻ, cùng với lòng nhiệt huyết sôi sục như thác đổ. Khi còn trẻ, người ta không nhìn thấy bóng tối trước mặt. Với họ, không có cạm bẫy nào là không thể thoát ra. Họ hoàn toàn không có khái niệm thất bại. Họ tin rằng suốt hàng thế kỷ qua, nhân loại đã chờ mình đến để trở thành người giúp họ giải phóng chân lý, nguồn cảm hứng với những nét đẹp ở bên trong. Ngày hôm nay, tôi nâng cao ngọn nến và mỉm cười với tất cả mọi người. Tôi sẽ luôn thắp sáng mỗi ngày bằng ánh hào quang của nhiệt huyết. Tôi sẽ luôn thắp sáng mỗi ngày bằng ánh hào quang của nhiệt huyết. Tôi sẽ luôn thắp sáng mỗi ngày bằng ánh hào quang của nhiệt huyết.
Lời thề thành công số 4. Tôi sẽ luôn trao những lời khen tặng. Tôi đang sở hữu một sức mạnh phi thường. Tôi nắm trong tay bí quyết để tác động đến suy nghĩ và hành động của người khác khi họ bên tôi. Chỉ bằng cách áp dụng thông minh mỗi bí mật này thôi mà biết bao thời đại này, nhiều người tham vọng đã bước lên những tầm cao khó tin của danh tiếng, tiền bạc và quyền lực. Nhưng buồn thay, chỉ có một số ít nhận thức được sức mạnh ấy đang nằm trong tay họ. Trong khi số đông đã phải trả một cái giá khủng khiếp trong đau đớn, trong khốn khổ vì sự vô minh của chính mình. Bạn bè chia xa, những cánh cửa khép chặt, những cơ hội biến mất và những ước mơ sụp đổ. Cho đến giờ, tôi vẫn luôn nằm trong đám đông đáng thương ấy. Tôi đã liên tục hủy hoại những cơ hội thành công và hạnh phúc của mình vì ngu ngốc lạm dụng thứ sức mạnh mà thậm chí tôi không biết mình đang sở hữu. Nhưng giờ đây, lời thề thành công này đã giúp tôi mở mắt. Bí mật ấy đơn giản tới mức trẻ con cũng hiểu và vẫn dùng theo bản năng. Chúng ta có thể tác động đến người khác khi đối xử với họ theo cách mà ta muốn họ đối xử với mình. Tất cả chúng ta đều là hình ảnh phản chiếu của nhau, với cùng giác quan, cảm xúc, hy vọng, với cùng dòng máu, nỗi sợ và sai lầm. Nếu một người có vấn đề, hàng xóm của họ cũng sẽ không yên. Nếu một người lúc nào cũng tươi vui, bạn bè của họ cũng hay mỉm cười. Tôi đã quá đuôi mù. Tôi biết rằng sẽ khó mà thành công nếu chỉ có một mình. Chẳng có ai sinh ra mà không có sự góp sức của người khác. Vì lẽ đó, tôi sẽ không bao giờ hoàn thành mục tiêu mà không có sự giúp đỡ từ người khác. Hơn nữa, khi nhìn ngắm quá khứ, tôi cũng nhận ra rằng chính những hành động của bản thân là thủ phạm khiến tôi như bị giam cầm sau những chấn song của hối tiếc. Tại sao người khác sẽ góp phần vào những thành công của tôi? Mỗi khi tôi cau mày, sẽ có ai đó cau mày. Mỗi khi tôi la hét, sẽ có ai đó thức dậy đáp trả. Mỗi khi tôi phàn nàn, sẽ có ai đó nhìn tôi gay gắt. Mỗi khi tôi nguyền rủa, sẽ có ai đó căm hận lại tôi. Chính những hành động của bản thân đã đọa đày tôi trong một thế giới không có tiếng cười, một thế giới thảm bại. Tôi đã ngu ngốc đổ lỗi cho người khác chỉ vì nỗi khốn khổ của mình. Nhưng giờ đây, tôi đã thấy rõ tôi mới là người có lỗi. Cuối cùng, tôi đã được mở mắt. Tôi xin cam kết giữ vững lời thề thành công đặc biệt này cho đến hết đời. Tôi sẽ không bao giờ khó chịu với bất kỳ ai. Tôi sẽ mỉm cười với cả người thân lẫn kẻ thù. Tôi sẽ nỗ lực tìm kiếm ở mỗi người một phẩm chất tốt đẹp nào đó để ngợi khen. Vì giờ đây, tôi đã biết khát khao sâu đậm nhất của loài người là được tán thưởng. Trên thực tế, mỗi người chúng ta đã có sẵn những nét đáng ngợi khen, và tất cả những gì tôi cần làm là đảm bảo rằng giọng nói chân thành của tôi gửi đi những lời khen chất phác từ đáy lòng. Lời khen, nụ cười hay sự quan tâm, tất cả đều có lợi cho cả người trao lẫn người nhận. Sức mạnh vĩ đại này có khả năng tác động mạnh mẽ đến người khác thì cũng sẽ làm nên phép màu cho cuộc đời của tôi. Những gì tôi đã trao đi rồi sẽ trở về bằng cách này hay cách khác. Nụ cười là món quà ít tốn kém nhất, nhưng quyền năng của nó đã có thể chinh phục cả quốc gia. Và những người được tôi khen ngợi bằng cả tấm lòng sẽ dần cảm nhận được những phẩm chất tốt đẹp ấy của tôi mà trước đây họ chưa hề nhìn thấy. Tôi sẽ không bao giờ khó chịu với bất kỳ một ai. Những tháng ngày kêu ca phàn nàn về người khác đã chấm dứt. Không gì dễ dàng hơn bắt bẻ ai đó, cũng chẳng cần tài năng, sự hy sinh, trí tuệ hay điều gì đó khác biệt
để có thể cằn nhằn. Tôi không còn thời gian cho lối sống đáng thương hại đó nữa. Tất cả những gì nó làm được chỉ là khiến tôi ngày càng mờ nhạt, tới mức chẳng còn ai muốn kết thân. Lối sống đó rồi đã là quá khứ. Tôi vô cùng cảm kích trước cơ hội thứ hai này. Tôi đã lãng phí nhiều năm với những lần cau mày, những cái quắc mắt và liếc nhìn giận dữ, thay vì nở nụ cười và nói lời tử tế để mở ra nhiều cánh cửa, để làm mềm biết bao con tim sẵn lòng giúp đỡ. Đến tận bây giờ, tôi mới bắt đầu học nghệ thuật sống, phải biết tận dụng những cơ hội vàng ngọc và nắm bắt những điều tốt đẹp trong vòng tay. Tôi sẽ không bao giờ khó chịu với bất kỳ một ai. Một nụ cười, một cái bắt tay, bản chất cuối cùng là hành động thể hiện tình thương. Giờ đây, tôi biết rằng nguyên liệu tạo nên cuộc sống không phải là sự hy sinh cao cả hay nhiệm vụ to tát nào đó, mà chính là những điều nhỏ nhoi, nơi mà nụ cười, lòng tốt được trao đi bất cứ lúc nào sẽ chinh phục mọi con tim. Phần tuyệt vời nhất trong đời người chính là những hành vi quan tâm nhỏ bé, những lời nói tử tế tạo ra hình ảnh đẹp đẽ trong tâm trí mọi người. Chúng xoa dịu, vỗ về, an ủi người nghe, khiến họ hổ thẹn trước những cảm xúc chua chát, oán hận và không tốt của mình. Bản thân tôi vẫn chưa trao đi đủ nhiều những lời tử tế, nhưng tôi sẽ cải thiện điều này bằng cách luyện tập. Vì cái giá là hạnh phúc của chính mình, ai lại ngốc đến mức không chịu cố gắng. Tôi sẽ không bao giờ khó chịu với bất kỳ ai. Ta có thể sở hữu sự yêu mến và ngưỡng mộ từ những hành động tử tế nho nhỏ được trao đi bởi bạn hàng ngày, hàng giờ, qua lời nói, giọng điệu, cử chỉ và ánh nhìn. Thật dễ dàng để một người bác ái lan tỏa niềm vui ra xung quanh, và một trái tim tử tế chính là suối nguồn của hân hoan, làm rạng rỡ đám đông với những nụ cười. Mỗi tối khi nghỉ ngơi, tôi nguyện cầu rằng ngày hôm nay mình đã khiến cho ít nhất một người trở nên vui vẻ hơn hoặc khôn ngoan hơn, hay ít ra là hài lòng hơn với chính bản thân họ. Làm sao tôi có thể thất bại nếu như kể từ giờ tôi giữ đúng lời thề thành công này? Nếu như bầu không khí trong tương lai mà tôi hít thở luôn thấm đậm tình yêu thương và những lời chúc tốt lành, tôi sẽ không bao giờ khó chịu với bất kỳ một ai. Tôi sẽ không bao giờ khó chịu với bất kỳ một ai. Tôi sẽ không bao giờ khó chịu với bất kỳ một ai. Lời thề thành công số 5. Tôi sẽ kiếm tìm thành công trong nghịch cảnh. Mặt trời không phải lúc nào cũng chiếu sáng, những chùm nho không phải lúc nào cũng chín mọng, người đào mộ không phải lúc nào cũng rảnh, và hòa bình không phải lúc nào cũng ngự trị muôn đời. Giờ đây trong tiếc nuối, tôi nhận ra thêm một chân lý nữa. Dù đã được nếm những ly rượu của thành công nhờ những lời thề này, nhưng tôi hiểu rằng mình không thể trông mong những ngày còn lại luôn vững vàng trên đỉnh cao. Dù tôi có cố gắng đến mấy, dù tôi có kiên trì và vượt trội trong công việc mình đã chọn đến mấy, thì vẫn sẽ có những ngày, những tuần và những tháng mà mọi nỗ lực của tôi đều dẫn đến tuyệt vọng và thất bại. Tất cả chúng ta, ngay cả những người mạnh mẽ nhất, anh dũng nhất, đều đã dành quá nhiều thời gian sống trong nỗi sợ thất bại. Trong tay ta, liệu đã có túi đầy ắp vàng bạc, đá quý hay chưa? Vẫn chưa đủ. Người khác vẫn có thể có nhiều hơn.
liệu ta đã được an toàn hay chưa? An toàn khỏi cái gì? Bệnh tật, thất nghiệp hay là cướp bóc? Chúng ta có nhiều bạn bè và một gia đình yêu thương mình hay không? Tình bạn đó có đáng tin cậy không? Và tình cảm họ trao cho ta liệu có mãi bền vững chứ? Nỗi sợ rủi ro, nỗi sợ thất bại đã phủ một cái bóng kinh hoàng lên mọi ngày trong cuộc đời ta. Nó có muôn màu, muôn dạng, hư hư, thực thực, vừa lộn xộn, vừa rõ ràng, vừa tạm thời và cũng vừa vĩnh viễn. Rủi ro khủng bố tinh thần của tất cả, từ những người công dân đang chật vật duy trì công việc, từ những ông bố nguyện cầu có thể chu cấp đầy đủ cho gia đình mình, từ những nhà buôn hy vọng mình bán được nhiều hàng, kể cả những vị tướng dẫn đầu đoàn quân xông pha chiến trận. Nỗi sợ thất bại hành hạ không chừa một ai, từ ông hoàng đến kẻ bần cùng, từ người uyên bác đến kẻ ngu dốt, từ thánh nhân đến kẻ tội đồ. Trước đây, tôi không biết cách đương đầu với nghịch cảnh và những vết thương tôi nhận lấy từ sự thất bại của mình. Chúng nặng nề đến mức che mờ đi mọi hy vọng hoài bão của tôi. Mọi thứ đã qua rồi. Giờ là một cuộc sống hoàn toàn mới. Và giờ đây, tôi đã biết được bí mật để tận dụng những thất bại bất cứ khi nào cho mình. Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt giống của thành công trong mọi nghịch cảnh. Không có một ngôi trường nào dạy dỗ bạn tốt hơn là những nghịch cảnh. Mỗi thất bại, mỗi nỗi đau, mỗi sự mất mát đều chứa đựng những hạt giống, chứa đựng những bài học giúp tôi hoàn thiện hơn trong tương lai. Tôi sẽ không bao giờ nuôi lớn sự thất bại của mình bằng cách né tránh sự thật. Và tôi sẽ học hỏi từ những lỗi lầm quá khứ. Kinh nghiệm là thứ quý giá nhất được gạn lọc từ khổ đau. Và một trong những quy luật khắc nghiệt của cuộc sống này là trí tuệ mà một người từng đúc kết sẽ không thể nào trao truyền cho người khác. Tất cả mọi người sẽ phải bước vào trường học của chính mình, và những bài học của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Ngoài tự trải nghiệm ra, không còn con đường nào khác. Và nghịch cảnh luôn là con đường đầu tiên dẫn đến chân lý. Tuy nhiên, tôi đã sẵn sàng để học hỏi bất cứ điều gì cần thiết để cải thiện cuộc sống của mình. Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt giống của thành công trong mọi nghịch cảnh. Giờ đây, tôi đã sẵn sàng hơn để đối đầu với mọi nghịch cảnh. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được điều này. Đó là mọi hành động, mọi sự kiện, dù cho con người gây ra hay do thiên nhiên khởi tạo, dù tốt hay xấu, dù lớn hay nhỏ, thì nó cũng sẽ nhanh chóng qua đi và biến mất, không còn một dấu vết nào nữa. Mọi thứ trong cuộc sống không chỉ luôn ở trạng thái thay đổi liên tục, mà chúng còn là nguyên nhân tạo ra sự thay đổi liên tục ở một thứ khác. Mỗi ngày, tôi như đứng trên một bờ vực nhỏ hẹp, sau lưng là vực sâu không đáy của quá khứ. Trước mặt là một tương lai sẽ nuốt chửng bất cứ điều gì sẽ xảy ra với tôi. Hôm nay, số mệnh đã dành sẵn cho tôi điều gì? Tôi biết rằng tôi sẽ tận hưởng hoặc phải chịu đựng nó chỉ trong chốc lát. Chỉ một số ít người hiểu được chân lý hiển nhiên này. Còn lại hầu hết, mọi người sẽ để mặc cho niềm hy vọng và mục tiêu của mình tan biến ngay khi nghịch cảnh xuất hiện. Và con người bất hạnh ấy
cứ thế gặp nhau cho đến chết. Hết ngày này qua ngày khác, tìm kiếm sự quan tâm, thương cảm từ người khác và chẳng bao giờ nếm mật ngọt. Nghịch cảnh sẽ chẳng bao giờ hạ gục được người có lòng can đảm và đức tin. Tất cả chúng ta đều được tôi luyện trong lò rèn của thảm họa, và không phải tất cả đều bước ra sáng bóng. Tôi là người sẽ bước ra và có thể sẽ được nung trong lò cả tháng nhưng vẫn nguyên vẹn, và tôi còn đáng quý hơn bất kỳ thỏi vàng nào. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt giống thành công trong mọi nghịch cảnh. Giờ đây tôi đã hiểu được rằng nghịch cảnh mang lại rất nhiều lợi ích mà hiếm người nhận ra. Nghịch cảnh là cán cân duy nhất để kiểm tra những người tự nhận là bạn ta và giúp ta nhìn ra sự thật. Nghịch cảnh cũng là lúc tôi thấu hiểu con người bên trong mình nhất. Nghịch cảnh có khả năng phi thường khiến tôi bộc lộ tài năng tiềm ẩn, mà có lẽ nó sẽ ngủ quên hoàn toàn trong những hoàn cảnh thuận lợi. Nghịch cảnh đồng hành cùng ta từ lúc sinh ra cho đến khi về với đất. Đá quý không thể sáng bóng nếu không có va chạm, và tôi sẽ không thể trở nên hoàn hảo nếu không được kinh qua thử thách. Tôi công nhận rằng việc bị cuộc đời hong khô bởi nắng hạn hay gột rửa bởi những cơn mưa xối xả đều có lợi. Nhưng tôi cũng xin thú nhận rằng mọi khó khăn phải đối mặt đều khiến tôi than khóc trong giận dữ và oán hận trời cao. Rằng trời cao, tại sao lại làm điều đó với tôi? Tại sao lại cứ tước đi những thứ quan trọng của tôi? Giờ đây tôi biết rằng trong cuộc sống sẽ không có lúc nào mà tâm hồn tôi có được nhiều cơ hội vây quanh như là khi nó phải trải qua nghịch cảnh tàn khốc nào đó. Sau đấy, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc tôi sẽ lựa chọn ngẩng cao đầu để vượt qua hay là cúi đầu để chờ giúp đỡ. Nếu phải viện đến những thủ đoạn và chiêu trò, cơ hội sẽ vụt mất vĩnh viễn, và tôi sẽ bứt ra mà chẳng giàu hơn hay vĩ đại hơn, thậm chí có thể còn cực khổ, nghèo khó và nhỏ bé hơn nỗi đau của mình. Nhưng nếu tôi hướng về đấng tạo hóa, và từ bây giờ tôi sẽ làm như thế, bất cứ nghịch cảnh nào cũng có thể hóa thành một bước ngoặt thắng lợi trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ luôn tìm kiếm hạt giống của thành công trong mọi nghịch cảnh. Trong tương lai, bất cứ khi nào gục ngã vì những thất bại khủng khiếp nào đó, ngay sau khi cơn bão đầu tiên trôi qua, tôi sẽ tự hỏi bản thân làm thế nào để chuyển hóa nghịch cảnh đó thành lợi thế. Khoảnh khắc gục ngã đó có thể mang tới cơ hội tuyệt vời biết bao để biến hạt giống cay đắng trong tay tôi vượt qua cơn bão táp. Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt giống của thành công trong mọi nghịch cảnh. Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt giống của thành công trong mọi nghịch cảnh. Tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt giống của thành công trong mọi nghịch cảnh. Lời thề thành công số 6. Tôi sẽ luôn luôn làm vượt mong đợi. Tôi đã luôn tự dối lừa bản thân mình quá lâu. Tôi đã đưa ra những lời chót lưỡi đầu môi với người trả công cho mình, rồi ngồi hàng giờ liền khó chịu bên cạnh công việc mà tôi cho rằng chán ngắt. Với tôi, lao động là cái giá tồi tệ phải trả để có thể tồn tại. Bởi vì khi tôi chào đời, các vị thần đã không ưu ái đội vương miện lên đầu tôi hay trao vào tay tôi đồng bạc nào đó. Tôi quả thực đã quá ngờ nghệch. Giờ đây tôi biết rằng
thành quả mà tôi thu được nhờ lao động là điều ngọt ngào nhất trong tất cả. Mặc dù tài năng xuất chúng có thể khởi đầu từ công trình vĩ đại, nhưng chỉ có lao động mới hoàn tất được những công trình đó. Nhờ những lời thề thành công này mà cuối cùng tôi đã được mở mắt. Công việc của tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn biết bao nếu như tôi đã nỗ lực hết mình hoàn thành nó, như là khi tôi nỗ lực để viết ra cả nghìn lý do để sao nhãng. Có một bí kíp tối thượng về thành công có thể làm lu mờ mọi quy tắc khác, đó chắc chắn phải được nhắc đến trong danh sách mọi lời quả quyết để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cả cho cả trăm ngàn năm nữa. Thế nhưng phần lớn nhân loại đều từ chối nó hết lần này đến lần khác bởi vì nó quá khó. Phú quý, địa vị, danh vọng và thậm chí cả hạnh phúc khó tìm cuối cùng cũng sẽ thuộc về tôi nếu mỗi ngày tôi quyết tâm làm vượt trên mong đợi với chất lượng tốt hơn nhiều số tiền tôi được trả. Có một cách khác hữu hiệu hơn để ghi nhớ quy luật khó thực hiện này, đó là khi được yêu cầu đi một dặm, bạn nên sẵn lòng đi hai dặm. Từ nay đến hàng thế kỷ sau, sẽ chỉ có một số ít người có thể có đủ quyết tâm để làm theo bí mật của những lời thề thành công vĩ đại này, và họ sẽ được vinh danh. Tôi sẽ bắt đầu ngay từ hôm nay. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không cố gắng hết sức. Giờ đây tôi biết rằng để có thể phát triển mạnh mẽ, tôi phải hoàn toàn chú tâm vào công việc và luôn đi trước thời đại. Những người vươn lên tới được đỉnh cao là những người không bao giờ hài lòng với việc chỉ thực hiện vừa đủ những gì mình được yêu cầu. Họ làm nhiều hơn, họ đi thêm một dặm nữa và một dặm nữa. Họ không bao giờ nghĩ đến thiệt hơn, bởi họ biết rằng cuối cùng họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Chỉ có một cách duy nhất để hoàn thành mục tiêu, đó là chăm chỉ lao động cả về tinh thần lẫn thể chất. Nếu không sẵn sàng trả cái giá đó để đổi lấy sự khác biệt, tôi nên chuẩn bị tinh thần cam chịu một tương lai đầy nước mắt và nghèo đói, tự đấm vào ngực và tức tưởi về sự vô nghĩa của cuộc sống, không có nụ cười và phần thưởng. Tôi không còn cảm thấy nuối tiếc cho bản thân mình nữa. Tôi đã rẽ khỏi con đường chẳng đi đến đâu ấy. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không cố gắng hết sức. Tôi không bị trói buộc vào công việc, bởi tôi đâu phải là tên nô lệ. Dù ghét cay ghét đắng những việc phải làm, nhưng tôi hiểu rằng sự cực nhọc và buồn tẻ là những điều cần thiết để khơi gợi những kho báu trong tâm trí, để tôi có thể cải thiện số phận của mình. Cũng giống như người nông phu cày bừa và gieo hạt để tạo ra thành quả, giờ đây tôi đảm đương bất cứ nhiệm vụ nào được giao, miễn là tôi luôn nhớ rằng mình là một người con của tạo hóa. Tôi sinh ra để giành chiến thắng, cho dù công việc của tôi là gì thì hãy để tôi thực hiện bằng tất cả tình yêu, và tôi sẽ không bao giờ thất bại. Phần việc ngày hôm nay của tôi có thể còn hạn chế, nhưng vì đó là lao động nên vẫn vô cùng đáng quý. Thế giới đổi thay không chỉ bởi cơ bắp phi thường của những anh hùng, mà còn bởi tập hợp của từng cú đẩy nhỏ bé của mỗi người lao động chân chính. Bí mật của tình yêu đích thực đối với công việc chính là hy vọng thành công trong công việc ấy
chứ không phải tiền bạc hay thời gian bỏ ra. Nó cũng không phải là kỹ năng rèn luyện được, mà chính là cảm giác tự hào và hài lòng khi hoàn thành công việc. Phần thưởng khi hoàn thành tốt một việc chính là tôi đã hoàn thành nó. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không cố gắng hết sức. Từ giờ trở đi, khi tới thời điểm kết thúc ngày làm việc, đó là lúc tôi sẽ tặng bất ngờ cho cả thế giới. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình dù chỉ làm thêm một xíu nữa thôi. Và hãy để cho nỗ lực đó trở thành một khoản đầu tư cho ngày hôm sau. Với thái độ như thế, một thái độ vô cùng hiếm hoi trong thế giới tràn ngập sự ích kỷ này, tôi sẽ không thể nào thất bại. Thế nhưng, nếu tôi làm việc theo cách này, nếu tôi kiên trì làm việc hơn những gì được yêu cầu, tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những lời chế nhạo từ những kẻ không bao giờ chịu đóng góp hay cho đi. Tôi đã nhận ra rằng để đạt được thành tựu vĩ đại trong cuộc sống ngắn ngủi này, tôi phải tập trung toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian. Tôi phải tập trung đến mức mà những người lười biếng, trì trệ sẽ nghĩ rằng tôi đang mất hết lý trí. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không cố gắng hết sức. Và hãy cho tôi tình yêu và công việc. Chỉ cần hai thứ này thôi là tôi có thể sống một cuộc đời viên mãn. Sẽ khó mà có hạnh phúc dài lâu nếu không có đồ ăn, thức uống, quần áo hay nơi nương tựa. Nhưng mặt khác, tôi có thể có tất cả mà không hề hạnh phúc. Đâu là điều tốt nhất đối với một dòng sông? Đó là nó trôi chảy không ngừng nghỉ, vì chỉ cần dừng lại, nó sẽ bị đọng lại. Tốt nhất là tôi luôn phải giữ cho dòng sông của mình tiếp tục chảy. Rất ít người nhận ra hạnh phúc của họ đang phụ thuộc vào công việc nhiều như thế nào. Mặc dù thật sự là họ vẫn luôn bận rộn và có thể kiếm đủ tiền để tự nuôi thân. Bí quyết căn bản để có hạnh phúc đó là phải có thứ gì đó để làm. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không cố gắng hết sức. Tôi sẽ không bao giờ thất bại khi cố gắng đi thêm vài dặm nữa hay nỗ lực làm nhiều hơn những gì được yêu cầu. Từ giờ trở đi, tôi sẽ làm việc với nỗ lực mạnh mẽ nhất của mình. Không chỉ xong việc là xong, mà tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa, và chút cố gắng ấy tới một lúc nào đó sẽ đáng giá hơn bất cứ phút giây nghỉ ngơi nào. Và dù có khó khăn, mà chắc chắn tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, dù cho tôi có nghi ngờ giá trị của những nỗ lực của mình trong những trường hợp bất khả kháng, tôi sẽ vẫn làm việc. Tôi sẽ dồn hết tâm huyết vào đó, và bầu trời sẽ lại trong xanh. Những đám mây của nghi ngờ và gian khó sẽ trôi đi. Ánh sáng của những niềm vui tột cùng sẽ tới. Và tôi sẽ luôn tuân theo lời thề thành công đặc biệt này. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không cố gắng hết sức. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không cố gắng hết sức. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà không cố gắng hết sức. Lời thề thành công số 7. Tôi sẽ luôn toàn tâm toàn ý tập trung. Tôi đã luôn phân tán nỗ lực của mình quá nhiều. Tôi đã lãng phí biết bao thời cơ chỉ để đứng núi này mà trông núi nọ.
tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu năm tháng thả gầu xuống những cái giếng cạn, mà cứ không ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó múc được nước của thành công, hạnh phúc, giàu sang. Tôi đã chờ đợi trong vô vọng. Nếu không có phép màu từ những lời thề thành công này, tôi có thể đã phải vĩnh viễn chờ đợi. Thật đáng buồn cho những con người cứ lúc nào cũng để lát nữa. Nếu cứ đi con đường đó, rồi sớm muộn họ sẽ kết thúc ở cái đích không bao giờ với tới. Tất cả điều đó đã qua rồi. Giờ tôi đã hiểu tại sao thành công lại cứ lẩn tránh mình. Khi một người cứ do dự trước hai lựa chọn, cuối cùng họ sẽ chẳng làm gì cả. Nếu tôi cứ lưỡng lự hết kế hoạch này sang kế hoạch khác, hết mục tiêu này ra mục tiêu khác, để mặc cho gió đời xô đẩy, hết nghiêng bên này tới bên kia, cứ như kim chỉ nam quay loạn xạ trên la bàn, tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được thành tựu gì đáng kể. Chỉ những người biết tập trung làm từng thứ một mới có thể thăng tiến trong thế giới này. Người vĩ đại không bao giờ bước ra ngoài chuyên môn của họ, cũng không bao giờ ngốc nghếch làm hao mòn cá tính riêng của chính mình. Bí quyết tuyệt vời này vốn luôn có ở đó, ngay trước mắt tôi, chỉ bởi tôi đã quá mù quáng mà không thấy được. Tôi sẽ luôn dành toàn tâm toàn ý vào công việc hiện tại. Sự khác biệt lớn nhất giữa người thành công và kẻ thất bại không phải ở số lượng công việc đã hoàn thành, mà ở số lượng công việc được thực hiện một cách thông minh. Đa phần những kẻ thất bại ê chề nhất đã lao động đủ nhiều để đạt được những thành công lớn, nhưng họ lại tùy tiện làm bất cứ việc gì đến tay, thành ra là tay này làm thì tay kia lại phá. Họ đã không làm chủ được tình thế và biến chúng thành cơ hội. Họ đã không nắm bắt được nguyên lý để chuyển hóa thất bại rõ rệt thành thắng lợi liên quan. Mặc dù có đầy đủ năng lực và dư giả thời gian, nhưng yếu tố chính được hoàn thành, nhưng họ lại cứ quanh quẩn ở một chỗ và không bao giờ dệt lên được tấm lưới thành công cuộc đời họ. Tôi sẽ không bao giờ động tay vào bất cứ việc gì khi tôi chưa thật sự dám tận tụy hết mình. Cuối cùng thì tôi đã tỉnh ngộ, và kể từ nay trở đi, bất cứ lúc nào tôi cũng đều nỗ lực hết mình, như thể trên đời này không có gì quan trọng hơn là việc tôi đang làm. Hàng ngàn cánh rừng có thể được tạo ra chỉ bởi nguyên nhân đơn giản là một quả sồi chín. Chính sự tập trung, kiên trì đã tạo nên những kim tự tháp Ai Cập vĩ đại. Những người biết cả đống nghề sẽ không thể nuôi được tự thân. Nhưng người chỉ biết một nghề duy nhất với trình độ cao lại có thể nuôi sống cả một gia đình. Nếu người thủy thủ không biết thuyền mình sẽ đi đâu về đâu, thì chẳng ngọn gió nào có thể giúp được họ. Giờ đây tôi đã biết mình muốn đi đâu, và tôi cũng biết cách đi đến đó. Tôi sẽ luôn dành toàn tâm toàn ý vào công việc hiện tại, thay vì biết qua loa nhiều việc. Hãy giỏi xuất sắc một việc nào đó, đây mới chính là điều thế giới này đòi hỏi. Những người đem nỗ lực của mình phân tán theo nhiều hướng thì không thể hy vọng thành công. Nếu một con kỳ nhông bị cắt ra làm hai thì phần đầu của nó sẽ chạy về phía trước, còn phần đuôi sẽ chạy về phía sau. Tương tự, nếu một người phân chia mục đích của mình ra nhiều hướng thì thành công sẽ khó có thể đến với họ. Tôi đã sẵn sàng thay đổi cho những mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình. Cả thế giới rồi sẽ biết tôi đã thay đổi hướng đi. Sức mạnh phi thường chi phối cuộc sống chính là sức mạnh khi ta sở hữu những mục tiêu rõ ràng. Giọng nói, trang phục, vẻ bề ngoài, cử chỉ và điệu bộ của tôi sẽ thay đổi khi tôi bắt đầu sống
những tháng ngày có mục đích. Tại sao những người khác lại đôi mù tới mức không thể nhìn thấy được chân lý vĩ đại này? Một người tinh thông một lĩnh vực và thực hiện nó tốt hơn bất kỳ ai khác, dù đó chỉ là nghệ thuật trồng đậu lăng, thì chắc chắn sẽ nhận được những chiếc vương miện xứng đáng với những hạt đậu lăng ngon nhất mà anh ta trồng được bằng tâm huyết của mình, thì chắc chắn cuộc đời sẽ đền đáp xứng đáng cho những người mang lại giá trị đến với nhân loại. Tôi sẽ luôn dành toàn tâm, toàn ý vào công việc hiện tại. Tôi sẽ quyết định đâu là mục tiêu của mình và mãi giữ gìn nó trong tâm trí. Ta chỉ có thể thấy điều mình cần khi kiếm tìm bằng cả trái tim. Nếu thứ tôi tìm kiếm là không gì cả, thì tôi sẽ không tìm thấy gì cả. Ong không phải là loại côn trùng duy nhất ghé thăm nụ hồng, nhưng nó là loài duy nhất mang mật hoa đi. Tài liệu ta lượm lặt được trong những năm tháng học tập và sự vất vả khi ta còn trẻ, dù có bao nhiêu cũng không quan trọng nếu chúng ta bước vào đời mà không có một ý niệm rõ ràng về một công việc tương lai, thì chắc chắn sẽ chẳng có hạnh phúc nào tiến đến, cũng chẳng có một hoàn cảnh ngẫu nhiên nào sẽ liên kết những gì ta làm thành một cấu trúc hùng vĩ tráng lệ. Chúng ta thường được mách bảo rằng hãy đặt mục tiêu thật cao, nhưng thật ra hãy nhắm vào mục tiêu mà mình nhìn thấy được. Một mũi tên bắn ra chỉ có thể bay thẳng một mạch đến vị trí được đánh dấu, chứ không thể bay vòng vòng xem có thể trúng được thứ gì rồi mới ra quyết định. Tương tự, một mục tiêu chung chung không thể bao giờ là đủ. Sấm rền có thể lan tỏa khắp nơi, nhưng chẳng có tí sức mạnh nào so với một tia sét đánh tập trung tại một điểm duy nhất. Giờ đây, tôi biết mình sẽ không thể nào thất bại nếu như tôi kiên trì theo đuổi một mục tiêu. Cũng giống như dùng kính lúp để tập trung tia nắng mặt trời, thì ngay cả trong những ngày đông lạnh lẽo nhất, tôi vẫn có thể tạo ra ngọn lửa ấm nóng dễ dàng. Tôi sẽ luôn dành toàn tâm toàn ý vào công việc hiện tại. Những cá thể yếu đuối nhất, nếu biết tập trung sức mạnh vào một đối tượng duy nhất, thì vẫn có thể tạo ra kết quả tốt nhất. Trong khi những cá thể mạnh mẽ nhất, nhưng lại phân tán nỗ lực thực hiện nhiều việc nhỏ nhất, thì cuối cùng sẽ chẳng có gì được hoàn thành. Một cơn lũ ào ào trôi qua vội vã, cuối cùng sẽ không để lại dấu vết gì. Nhưng những ngọn nước nhỏ bé, bền bỉ rơi, lại có thể đục thủng những tảng đá cứng rắn nhất. Tôi sẽ để lại dấu vết cho đời. Thế giới sẽ biết tôi đứng ở đây. Tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý vào công việc hiện tại. Tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý vào công việc hiện tại. Tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý vào công việc hiện tại. Lời thề thành công số 8. Tôi sẽ luôn nắm lấy cơ hội. Tôi đã luôn mù quáng. Trong đời, tôi chưa từng nhận ra những cơ hội khi chúng ẩn mình dưới lớp áo ngụy trang là sự lao động vất vả. Khi lang thang vô định trên đường đời, cùng với những giọt nước mắt than thân trách phận, chưa lần nào tôi để ý thấy cỗ xe vàng đang chờ sẵn ở đó để đưa tôi đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của tôi không còn bị che khuất bởi thái độ nữa, bởi vì thái độ của tôi giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tôi hiểu rằng cơ hội không bao giờ xuất hiện với lớp áo khoác tiềm năng và giàu có, thành công và danh tiếng. Mỗi việc tôi làm đều có thể hoàn thành với sự nỗ lực hết mình. Nếu không, tôi sẽ có nguy cơ vụt mất những cơ hội tuyệt vời nhất mà không hề hay biết.
mỗi ngày đều bắt đầu như mọi ngày, và mỗi giờ, mỗi phút trong ngày lại nở rộ giống như những giờ phút khác. Nhưng biết đâu vào chính ngày đó, giờ đó, cơ hội cả đời có một lại xuất hiện. Khi đối diện với mọi công việc, dù to lớn hay nhỏ bé nhất, tôi cũng sẽ dùng hết lòng can đảm và sự kiên trì của mình, vì đó là cách duy nhất tôi có thể nắm bắt được mọi cơ hội quan trọng, cho dù chúng có xuất hiện một cách khoa trương ầm ĩ hay lặng lẽ nhẹ nhàng dưới lớp bụi dày như mọi khi. Con người quá khứ của tôi, cái con người chán ghét công việc hàng ngày và hay tìm cách chốt xả bực bội lên người khác, con người đó không bao giờ có khả năng, không có cơ hội. Giờ đây, nhờ những lời thề thành công này, tôi đang xây dựng lại cuộc đời của mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ hiên ngang tiến về phía trước để tìm kiếm cơ hội, mãnh liệt như một con sư tử bị đói tìm kiếm thức ăn. Tôi sẽ không bao giờ chờ đợi và hy vọng cơ hội đến với mình. Tôi đã bỏ lại quá khứ sau lưng. Không một thất bại nào trong những tháng ngày qua có thể làm tôi chùn bước trên con đường tới miền đất tươi sáng của hạnh phúc, thành công, nơi tôi sẽ tận hưởng phần đời còn lại của mình. Bây giờ tôi đã biết rằng nếu tôi thực sự muốn hát thì tôi sẽ luôn có thể tìm thấy một bài ca. Giờ đây, quá khứ chỉ để tôi hồi tưởng lại và thấy mình đã từng cho phép bản thân thảm hại tới mức nào. Một câu ngạn ngữ xưa cũ đã nói rằng hãy tận hưởng những thứ có trong tay. Khi những kẻ ngờ nghệch đang kiếm tìm nhiều hơn nữa, tôi đã tin tưởng và hành động theo, thì chẳng phải mọi ngạn ngữ đều là chân lý hay sao? Không hề. Giờ đây, tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới với hành động ngược lại. Câu ngạn ngữ đó với tôi sẽ trở thành ngược lại. Trong khi kẻ ngờ nghệch đang tận hưởng những điều nhỏ nhặt họ đang có, tôi sẽ tích cực tìm kiếm nhiều hơn. Tôi sẽ không bao giờ chờ đợi và hy vọng cơ hội tự đến với mình. Chỉ có trong vài tuần, tôi đã nâng cao được rất nhiều phẩm chất tốt đẹp trong mình. Giờ đây, tôi đã được trang bị tốt hơn để nhận ra và nắm lấy những cơ hội. Bằng việc lặp đi lặp lại những lời thề thành công, tôi đã loại bỏ những thói quen độc hại đang ăn sâu bám rễ và kìm hãm mình bấy lâu nay. Công cuộc thay đổi mới chỉ bắt đầu. Hãy để tôi bắt đầu xây dựng ngay từ lúc này, kể cả khi bản thân tôi vẫn còn những thiếu sót. Hãy để tôi bù đắp từng thiếu sót một, từng phẩm chất một. Hãy để tôi cải thiện những nhược điểm của mình bằng quyền năng của đấng tạo hóa. Nếu tôi có dũng khí để vươn ra ngoài tầm với của bản thân, nếu tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng tôi có thể trở thành người mà tôi mong muốn, thì thực ra tôi đã trở nên tốt hơn xưa rồi. Trong quá khứ, tôi đã ngốc nghếch để cho những thất bại và sự hối tiếc làm mình chậm lại. Tôi đã cho phép mình cúi đầu lê bước. Giờ đây, khi gánh nặng của quá khứ đã được chút bỏ, khi tầm nhìn của tôi đã được nâng cao, tôi có thể nhìn thấy khắp nơi đều là những cánh cửa rộng mở chào đón tôi đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi sẽ không bao giờ chờ đợi và hy vọng cơ hội tự đến với mình mỗi ngày. Mỗi ngày, khi đặt mục tiêu, thứ đầu tiên mà tôi luôn nhắc nhở bản thân sẽ là phải chuẩn bị tinh thần để nắm bắt cơ hội. Và mỗi sáng thức giấc, tôi sẽ chào đón ngày mới bằng một nụ cười. Bất kể có nhiệm vụ khó khăn nào đang chờ đón mình phía trước, cơ hội cũng giống như tình yêu,
nó không bao giờ bị thu hút bởi sự ảm đạm và tuyệt vọng. Giờ đây, tôi biết rằng người thành công nhất trong cuộc sống luôn là những người vui vẻ, tràn đầy hy vọng. Họ luôn làm việc với nụ cười trên môi, biết nắm bắt cơ hội và thay đổi cuộc sống này với sự hài hước, vui vẻ. Họ đối mặt với gian khổ hay thuận lợi đều với cùng một tinh thần như thế. Họ còn là những con người khôn ngoan, luôn chủ động tạo ra nhiều cơ hội hơn là những gì họ tìm thấy. Làm sao tôi lại có thể sống biết bao năm qua mà không lĩnh hội được thứ chân lý giờ đã trở nên quá rõ ràng này? Tại sao khi những khoảnh khắc vàng trôi đi trong dòng chảy của sự sống, quá nhiều người trong chúng ta lại không thấy gì ngoài bụi và cát? Tại sao chỉ sau khi những thiên thần ghé thăm, chúng ta mới nhận ra điều đó? Nhiều khi cơ hội nhỏ bé đến mức không thể nhìn thoáng qua mà thấy được, thế nhưng chúng lại thường chính là hạt mầm của những thành công vĩ đại. Cơ hội tồn tại khắp mọi nơi. Vì thế, lưỡi câu của tôi phải luôn sẵn sàng, để rồi vào lúc mà tôi ít ngờ đến nhất, một con cá vĩ đại sẽ cắn câu. Tôi sẽ không bao giờ chờ đợi và hy vọng cơ hội tự đến với mình. Tôi không còn là con người cách đây vài tuần trước nữa. Cơ hội sẽ không bao giờ có thể vượt khỏi tầm tay tôi. Tôi sẽ không còn khóc lóc, kêu than vì thế giới không cho mình những điều tốt đẹp. Tôi có thể vẫn không hài lòng với số mệnh của mình, nhưng sự bất mãn đó giờ đã trở thành động lực giúp tôi chịu đựng những cơn mưa qua đi, để lại bầu trời trong xanh và những vì sao sáng. Thế giới này có hai loại bất mãn. Một loại khiến tôi càng phải hăng hái hơn, và loại kia khiến tôi phải vò đầu bứt tóc. Một loại giúp tôi đạt được thứ mình cần, còn loại kia làm tôi mất đi những gì mình có. Một loại chỉ có thể được điều trị bằng thành công, còn loại kia thì vô phương cứu chữa. Tôi biết mình là ai và tôi hài lòng với con người của mình. Cảm ơn đấng tạo hóa. Giờ đây tôi hiểu rằng cơ hội sẽ không gõ bất cứ cánh cửa nào, nhưng cơ hội sẽ trả lời tôi khi tôi chủ động gõ cửa. Tôi sẽ gõ cửa thường xuyên và sẽ gõ thật mạnh. Tôi sẽ không bao giờ chờ đợi và hy vọng cơ hội tự đến với mình. Tôi sẽ không bao giờ chờ đợi và hy vọng cơ hội tự đến với mình. Tôi sẽ không bao giờ chờ đợi và hy vọng cơ hội tự đến với mình. Lời thề thành công số 9. Tôi sẽ luôn dành cuối ngày để nhìn lại. Tôi đã quá dễ dãi với bản thân. Tôi đã khép lại trang sách mỗi ngày của mình quá sớm. Tôi chưa bao giờ dành chút thời gian nào trước khi ngủ để kiểm điểm lại những điều tốt, điều xấu mà tôi đã làm với bản thân trong ngày. Tôi chưa bao giờ dám can đảm để hồi tưởng lại một cách chân thực những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình trong một ngày để có thể có định hướng tốt hơn cho ngày hôm sau. Sự thật về thành công và cách đạt được nó chưa bao giờ bị che giấu khỏi mắt tôi. Chỉ là tôi đã quá tập trung vào việc đấu tranh để sinh tồn đến mức không nhận ra nó mà thôi. Cứ hết một ngày là tôi lại cảm thấy mình đã chịu đựng quá đủ. Mọi sai lầm, thất bại hay rủi ro khiến cho ngày hôm nay của tôi trở nên ảm đạm. Điều nhanh chóng có cớ để biến mất. Ngày mai
sẽ là ngày mới. Tôi tự hứa với lòng mình, có lẽ cuộc sống sẽ đối xử tốt hơn với tôi vào ngày mai. Nhưng tôi đã nhầm to. Cuối cùng, tôi đã có thể nhìn ra rõ ràng. Bây giờ, ta có thể thấy thế giới này giống như một cái chợ, nơi mà mọi thứ đều được định một mức giá cố định, và tôi phải giữ vững lựa chọn của mình. Bất kể tôi có dùng thời gian, sức lao động và sự khéo léo của mình để mua bất cứ thứ gì, từ giàu có, an nhàn, danh vọng, liêm chính cho đến trí thức, tôi không bao giờ được phép hành động như một đứa trẻ, chọn mua thứ này rồi lại ngồi tiếc rằng mình không có thứ kia. Bởi vì những đổi trác thường ngày mà tôi thực hiện trong cuộc sống đều rất khó hủy bỏ. Hãy để tôi xây dựng một tương lai chắc chắn dựa trên những thứ có giá trị bền lâu, khi phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của mình. Cách duy nhất và chắc chắn nhất để có thể làm được điều đó là hàng ngày tôi phải thực hiện một bài tập đặc biệt trước khi chìm vào giấc ngủ. Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Những khuyết điểm và thói quen xấu nhất của tôi sẽ giảm dần nếu chúng được mang ra kiểm kê mỗi ngày. Khi kết thúc việc tự kiểm điểm bản thân, một giấc ngủ an vui sẽ luôn xuất hiện. Những câu hỏi sẽ nảy ra trong đầu tôi mà không cần một chút gợi ý nào. Hôm nay tôi đã kiểm soát được nhược điểm nào? Tôi đã kiềm chế được đam mê nào? Tôi đã chống lại được cám dỗ nào? Tôi đã đạt được ưu điểm nào? Qua những lời thề này, tôi đã bắt đầu đón chào những ngày mới với một kế hoạch cụ thể, với từng đường đi, nước bước rõ ràng hơn. Giờ đây, vào cuối mỗi ngày, tôi sẽ cẩn thận cân nhắc về sự tiến bộ và những vấn đề trong hành trình của mình. Thói quen tốt mà tôi mới đạt được sẽ tạo ra trong tâm trí tôi một nhật ký về ngày hôm nay và một cuốn sách hướng dẫn cho ngày tiếp theo. Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Mỗi lần thực hiện, tôi sẽ kiểm điểm lại từng lời nói, từng hành động của mình đã diễn ra vào từng giờ trong ngày. Và tôi sẽ không cho phép mình bỏ sót bất cứ thứ gì. Nhìn thấy lỗi lầm của mình đâu có gì đáng sợ, khi tôi đang mang trong tay sức mạnh tha thứ và có thể khuyên nhủ bản thân. Có thể trong ngày tôi đã có những lời cọc cạch khi tranh luận. Có thể ý kiến của tôi đã bị khước từ bởi những chiếc gai nhọn của nó. Có thể đó là sự thật, nhưng không phải lúc nào cũng nên nói ra. Lẽ ra tôi đã nên giữ mồm, giữ miệng, bởi cho dù tôi đã nói với ai, kẻ ngốc nghếch hay người giỏi hơn mình, thì cũng không nên gây ra tranh chấp. Tôi đã có thể có một hành động không hay, nhưng tôi sẽ không bao giờ như thế nữa. Kinh nghiệm là cái tên vẫn luôn được nhân loại đặt cho những trải nghiệm điên rồ hoặc nỗi buồn phiền mà nó mang lại. Không nhất thiết phải như vậy nữa. Bài học hôm nay có thể là nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp vào ngày mai, miễn là tôi có quyết tâm học hỏi từ nó. Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Hãy để tôi xem xét lại hành động của mình. Hãy để tôi quan sát bản thân theo cái cách mà kẻ thù lớn nhất của tôi sẽ làm. Và rồi, tôi sẽ trở thành người bạn thân nhất của chính mình.
tôi sẽ bắt đầu ngay lúc này để có thể trở thành một người mình mong muốn trong tương lai. Bóng tối có thể bao trùm, những cơn buồn ngủ sẽ không thể nào lôi kéo được tôi cho tới khi tôi hoàn tất việc kiểm điểm toàn bộ những sự kiện trong ngày. Còn điều gì nữa tôi chưa hoàn thành mà lẽ ra tôi nên hoàn thành? Đã có điều gì tôi hoàn thành nhưng lẽ ra tôi đã có thể làm tốt hơn? Một trong những điểm sung sướng nhất trên đời mà ít ai biết, đó là làm mọi việc một cách tốt nhất bằng tất cả khả năng của mình. Sẽ có một cảm giác hài lòng đặc biệt, một sự tự hào vô bờ bến khi khảo sát một công trình toàn vẹn, đầy đủ, chính xác và hoàn thiện từng chi tiết. Điều mà một kẻ hời hợt bỏ mặc công trình của mình nhếch nhác hay thực hiện nó một cách cẩu thả, nửa vời sẽ không bao giờ hiểu được. Chính sự trọn vẹn tận tâm này là mấu chốt khiến bất cứ công trình nào thành nghệ thuật. Một nhiệm vụ dù là nhỏ nhặt nhất, nếu được thực hiện tốt sẽ trở thành một thành tựu phi thường. Công trình của tôi hôm nay sẽ bị ngày mai vượt qua, đó là điều chắc chắn. Sự tiến bộ luôn là hệ quả của việc tự kiểm điểm và xem xét lại. Bất cứ ai ngày hôm nay cũng sẽ trở nên khôn ngoan hơn ngày hôm qua. Mỗi đêm, tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Tôi đã vượt qua ngày hôm nay mà không than thân, trách phận. Tôi chào đón ánh bình minh với một bản kế hoạch rõ ràng hay không? Tôi có vui vẻ và dễ chịu với tất cả mọi người mình gặp hay không? Tôi có nỗ lực làm vượt mong đợi hay không? Tôi có để mắt đến các cơ hội bất ngờ hay không? Tôi có tìm kiếm mặt tích cực trong mọi vấn đề hay không? Tôi có mỉm cười khi đối diện với sự giận dữ và căm hờn hay không? Tôi có tập trung sức mạnh và hướng tới mục đích của chính mình hay không? Còn gì có thể có ích hơn việc xem xét lại cuộc đời mình mỗi ngày và từ đó có thể sống tự hào và hài lòng? Những ngày của tôi sẽ không còn kết thúc khi mặt trời lặn nữa, bởi vì giờ đây tôi đã có thêm một việc phải làm. Mỗi đêm tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Mỗi đêm tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Mỗi đêm tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Lời thề thành công số 10. Tôi sẽ luôn nguyện cầu mỗi ngày. Tôi xin hứa, tôi xin thề, tôi xin nguyện sẽ không bao giờ quên được thứ năng lượng vĩ đại nhất mà Thượng Đế ban tặng mình, đó là cầu nguyện. Cho dù hân hoan hay thất vọng, dù yêu thương hay tổn thương, dù sung sướng hay đau khổ, dù được ủng hộ hay bị cự tuyệt, dù thành công hay thất bại, thì từ sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn luôn có thể thắp sáng niềm tin với một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện sẽ chỉ đường dẫn lối cho tôi xuyên qua sương mù của hoài nghi, xua tan màn đêm của phù phiếm, đi qua những con đường nhỏ hẹp của bệnh tật và phiền muộn, vượt thoát những chốn đầy cám dỗ hiểm nguy. Giờ đây tôi biết rằng Thượng Đế chỉ nghe những lời mà trái tim tôi lên tiếng. Lời cầu nguyện vào mỗi buổi sáng là chìa khóa giúp tôi mở tung hòm kho báu phước lành từ Thượng Đế. Còn lời cầu nguyện mỗi buổi tối sẽ giúp tôi được bảo vệ trong vòng tay của Ngài.
Miễn là tôi còn có thể cầu nguyện, tôi sẽ luôn có hy vọng và dũng khí. Không cầu nguyện, tôi có thể làm được rất ít. Có nguyện cầu, mọi thứ đều có thể hoàn thành. Hãy để lời thề thành công thứ 10, cũng là lời thề thành công cuối cùng này, mãi mãi soi đường, chỉ lối cho tôi trên cuộc đời. Tôi sẽ luôn duy trì kết nối với đấng tạo hóa thông qua những lời nguyện cầu của mình, những lời chân thành và giản đơn. Lời nguyện cầu gửi đến người bạn vô hình. Hỡi người bạn đặc biệt của tôi cảm ơn người vì đã luôn lắng nghe. Người biết tôi đã nỗ lực như thế nào để đáp lại niềm tin của người dành cho tôi. Cũng xin cảm ơn người vì chốn nương thân này. Xin đừng để công việc hay thú vui, cho dù có đáng hài lòng đến mấy, có thể khiến tôi phải chia xa với thứ tình yêu đã gắn kết gia đình quý giá của mình. Xin hãy dạy tôi chơi ván cờ cuộc sống với sự công bằng, lòng dũng cảm, sự kiên cường và tự tin. Xin hãy đưa đến bên tôi chỉ một vài người bạn thôi, những người thấu hiểu con người tôi mà vẫn lựa chọn đồng hành cùng tôi. Xin hãy cho tôi một trái tim biết tha thứ và một tâm trí không ngại tiến về phía trước, cho dù con đường vẫn còn chưa sáng tỏ. Xin hãy cho tôi khiếu hài hước và chút thời gian an nhàn mà không phải bận tâm tới bất cứ điều gì. Xin hãy trợ lực cho tôi đạt được thành quả chính đáng nhất bằng hoài bão và cơ hội. Thế nhưng đừng bao giờ cho phép tôi quên mở rộng bàn tay với những ai cũng cần sự động viên, hỗ trợ. Xin hãy trao cho tôi sức mạnh để đương đầu với bất cứ thứ gì đang đến. Xin hãy giúp tôi có thể can đảm trong nguy hiểm, kiên định trong hoạn nạn, kiềm chế trong giận dữ và luôn sẵn sàng cho bất cứ sự thay đổi lớn lao nào. Xin hãy cho tôi khả năng mỉm cười thay vì những cái nhíu mày khó chịu. Xin hãy cho tôi lời nói vui vẻ, tử tế thay vì những lời cộc cằn, gay gắt. Xin hãy giúp tôi có thể đồng cảm với nỗi đau của người khác, giúp tôi nhận ra rằng luôn có một nỗi đau sâu thẳm nào đó ẩn sau mỗi mảnh đời, cho dù họ có hân hoan đến đâu đi chăng nữa. Xin hãy giữ cho tôi mãi thanh thản trong cuộc đời, không khoe khoang quá mức nhưng cũng không phạm lỗi lầm nghiêm trọng của sự tự ti. Trong biển khổ, cầu cho tâm hồn tôi được chấp cánh bay lên với ý nghĩ rằng nếu không có bóng tối thì sẽ khó mà có ánh mặt trời. Trong thất bại, xin hãy bảo vệ niềm tin của tôi. Trong thành công, xin hãy giúp cho tôi luôn khiêm tốn và xin hãy giúp tôi vững vàng để thực hiện thật tốt toàn bộ trách nhiệm của mình và nhiều hơn thế nữa. Xin hãy dừng tôi lại khi việc đó đã hoàn tất và trả công cho tôi theo ý của người. Cho phép tôi được nói với trái tim tràn ngập yêu thương một tiếng tạ ơn.